Ai ơi, tao thấy dung đất đó rồi. Tao thấy rồi. Dùng đất có đồng. Chủ yếu ta kiếm cái vùng này nó giờ rồi mà. À đủ, ôi rồi xong, chết chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ê, có, ê, Khải qua đây có cấu trúc nè. Nhiều lúc bắn là phải chờ nó hồi máu xong mới bắn được tiếp. Con mẹ nó. Holy shit, 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 shit. Tao nghĩ xây nhà dưới hang đâu đi. U 66 Zema 66 ai đi ơi con gì chim con mày mày rồi xong 66 chết rồi đâu mà thôi xây nhà đây luôn đi xây nhà đây cho nó có máu lửa. Ok giờ đi 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 tìm hiểu thế giới đi Khải, ta sẽ xây nhà. Mày dẫn nó xuống địa ngục, đừng có dẫn nó qua đây đi. Oh shit. Ok, thấy chưa? Thấy cái tường đất chưa? Hợp lý. Bây giờ là còn phải nghiên cứu cách cách đi vô cái này. À đây, coi, không sao. Không sao hết, không sao hết. Đây, đây, đây. Đây, Khải. Đây, rồi đường vô nhà đây nha. Cái vậy? Đường vô nhà đây nha. Đó, đó, rồi đây là nhà của chúng ta. Mày cái tường. Oh fuck, it did. Ok đi đi. Đúng. Gái 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 nhìn vô nhà, nhìn vô nhà. Nhìn vô nhà. Má nó leo vô được. À, con này đập đá. Mất nhà. Thôi chưa thôi Khải ơi, xây nhà chúng ta phải an cư lạc nghiệp. Ấy hai con quấn nhau trong đó kìa. Sao nhìn nhìn chưa bắt chế giống kiểu đang bún cua cho con kia vậy? Nhìn nó hơi tục nha mà. Cái mặt nó hơi tục. Đây rồi Khải, thời đại mới đã tới rồi. Ê đừng Khải, đừng. Đừng cho nó cắn. Nó khỏi một cái chết đó. Đừng cho con này cắn. Ê mày tính cho con này qua cắn con kia hả? Rồi một phát chết đó. À. À ok, ta tưởng mình định chơi lớn. Đừng mua nhà đây. Đi nó vô nhà rồi, đi. Què gì vậy? Má sao nó vô nhà rồi? Ủa nó đi ra được rồi, nó đi ra được rồi. Không sao hết, chỉ là do xây thấp quá thôi, bây giờ ta xây cao lên. Ok, bây giờ nếu mà vô nhà chúng ta sẽ thấy được rồi là có một cái lò ở trong nhà. Chui vô nhà đi, nó không làm gì được đâu. Ui, combat này nữa. Ok, thời kỳ đồ đồng tới rồi đây, đồ mơ. Hãy đi chơi đồ mới. Ben. Ben. Hey. Con gì? Ừ, hả nãy giờ chưa lo vấn đề lương thực nè. Ok. Oh, shit. Ok. Ê, Khải về chế độ nè. Về chế đồ à thôi ta có ta còn mấy mấy ta còn bảy bảy cục đồng nè, về chế mấy cái cúp đồng được cái kiểu để chút để qua qua lấy đồ đồng chế giáp đồng luôn đi, đại mới tới rồi con mẹ chúng mày, ta sẽ xử lý hết. Và là tên mình có nhiều content, thật ra ta có nhiều content á, mọi tội là trình ta chưa chưa làm được thôi. Ví dụ như animation. Ok. Ừ đó.